Ngọc Mẫn xin chào tất cả mọi người. Lấy cảm hứng từ cái món đồ uống Pina Colada của nước ngoài thì ngày hôm nay Ngọc Mẫn sẽ chia sẻ với tất cả quý vị một món bánh bông lan vị dừa nhưng mà có cả dứa ở trong này nữa. Và để làm món này thì Ngọc Mẫn sử dụng bột mì số 8, đường trắng, dầu thực vật, sữa hạnh nhân hoặc là sữa dừa, dừa bào sấy khô thì quý vị cũng có thể dùng dừa tươi nhé. Tiếp theo là nước lọc, bột nổi, thuốc muối và thêm một ít dừa sấy khô nữa. Đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị khuôn trước. Thì Ngọc Mẫn sẽ dùng một ít bơ thực vật mình quét vào trong khuôn. Và quý vị nhớ là mình sẽ quét một lớp thật là mỏng thôi nhé. Nếu mà quý vị nào mà dùng khuôn chống dính thì mình bỏ qua bước này giúp Ngọc Mẫn, không cần phải quét bơ nữa. Tiếp theo, sau khi mình quét bơ thì cho vào đây một ít bột. Dùng bột mì nhé. Cái bột mà mình dùng để làm bánh ấy, thì quý vị cũng có thể lấy một ít và cho vào đây. Sau đấy thì mình lắc đều để làm sao mà bột nó dính hết vào trong khuôn với một lớp thật là mỏng như thế này là được. Để làm bánh thì đầu tiên Ngọc Mẫn sẽ đi sấy dừa trước. Ngọc Mẫn sẽ sấy ở 120 độ C cho tới khi nào mà dừa chuyển qua màu vàng là được. Để chút nữa mình phủ cái lớp này phía ngoài bánh. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm cái cốt bánh bông lan trước nhé. Để làm bánh bông lan thuần chay thì Ngọc Mẫn sử dụng bột mì số 8, 5g bột nổi, 3g thuốc muối. Sau đấy là mình rây. Mục đích của việc rây như thế này để mình lọc bỏ những cái tạp chất ở trong bánh đi. Hoặc là có những bột mà nó bị con mọt ăn ấy thì mình cũng có thể loại bỏ được hết. Tiếp theo là Ngọc Mẫn cho vào đây 80g đường trắng và 30g dừa sấy khô. Cái bước này quý vị có thể dùng dừa tươi cũng được nhé. Tiếp theo là Ngọc Mẫn sẽ cho vào đây 60ml dầu ăn, 100 sữa dừa hoặc là sữa hạnh nhân, 70 nước lọc. Sau đấy thì mình nhẹ nhàng đảo thật là đều tay. Quý vị lưu ý là làm bánh này mình chỉ đảo khoảng 1 đến 2 phút thôi nhé. Mình đảo càng nhanh càng đều tay và phải theo chiều của kim đồng hồ để cái bánh cốt bánh bông lan làm ra nó sẽ không bị dai bị cứng. Sau khi xong như thế này thì cái độ sánh của bột nó sẽ như thế này nhá. Và mình cho vào khuôn. Với cái cốt bánh bông lan và cái khuôn này là khuôn 18 cm thì Ngọc Mẫn sẽ nướng ở 160 độ C trong vòng 45 phút. Quý vị nào mà không có thì quý vị dùng nhiệt kế đo cho chính xác giúp Ngọc Mẫn nhé. Trong lúc đợi bánh chín thì Ngọc Mẫn sẽ đi xào một ít thơm. Cái bánh này có tên là Pina Colada và ở trong cái Pina Colada này thì bắt buộc phải có thơm. Cho nên Ngọc Mẫn sẽ dùng nửa trái thơm cho một cái bánh. Chúng ta cắt thơm thành những cái hạt lựu nhỏ. Đây, Ngọc Mẫn sẽ cắt thành hạt lựu nhỏ như thế này nhé. Thơm này cắt ra và phải xào với rượu thì mới ngon được. Và Ngọc Mẫn sẽ cho vào đây một ít bơ thực vật. Sau đấy là bơ chảy ra thì mình cho thơm vào mà mình xào. Xào ở lửa nhỏ khoảng tầm 2 phút thì cho vào đây khoảng tầm một ít rượu rum hoặc là rượu mạnh giúp Ngọc Mẫn. Sau khi thơm đã chín đều hết như thế này thì mình cho thơm ra chén và quý vị lưu ý là mình phải để cho thơm thật là nguội thì mới bắt đầu làm bánh được. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra bánh nhé.
Bánh đã được 45 phút và Ngọc Mẫn dùng một que xin vào trong bánh. Nếu mà bánh nó không dính vào que xin nữa thì là bánh chín rồi. Trong lúc đợi bánh nguội thì Ngọc Mẫn sẽ đánh kem. Ngọc Mẫn sử dụng kem béo thực vật. Quý vị ơi, kem béo thực vật này có rất là nhiều loại. Quý vị có thể chọn loại nào phù hợp với mình nhé. Mình sẽ đánh bông lên cũng không được bung quá, vừa phải như thế này là được. Và bây giờ bánh đã nguội rồi thì Ngọc Mẫn sẽ cho ra khỏi khuôn. Quý vị lưu ý là mình phải để cho bánh nguội mới cho ra khỏi khuôn nhé. Khi mà bánh còn nóng quý vị cho ra khỏi khuôn thì bánh nó sẽ bị méo, bị xẹp. Cái cốt bánh bông lan thuần chay rất là ngon. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào đi làm bánh thôi. Thank you.
chiếc bánh mà Ngọc Mẫn đã hoàn thành, nhìn rất là bắt mắt, hấp dẫn. Và Ngọc Mẫn xin chúc cho tất cả quý vị có thể làm thành công với món bánh kem vị dừa này. Và quý vị đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ video, ủng hộ Ngọc Mẫn với nhé. Và quý vị muốn cắt bánh đẹp thì mình nên để ở tủ lạnh hoặc là tủ đông. Thì khi mà mình cắt cái bánh nó sẽ rất là sắc nét và đẹp. Bánh này là Ngọc Mẫn vừa làm xong cho nên khi mà cắt cái bánh nó cũng không được đẹp lắm. Nhưng mà ăn thì bánh rất là ngon. Bánh có vị thơm của dừa, vị giòn của trái thơm, một chút rượu mạnh cộng với kem tươi thuần chay và cốt bánh bông lan nữa thì tạo cho một cái bánh rất là ngon, rất là đặc biệt quý vị ạ.